Hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huê. Thì ngày hôm nay kênh YouTube Cu Bờm TV nhà em lại về một số mã hàng, nói chung là bán rất là chạy trong thời gian vừa qua. Trước mắt anh em đây là anh em biết rồi, đây là con Hukan X1 Pro, hay còn gọi là con Hukan X Pro anh em nhé. Đây là dòng sản phẩm em bán khá là chạy, nói chung là được tất cả các khách hàng tin tưởng sử dụng và phản hồi cực kỳ là tốt khi mà mua con máy này anh em nhé. Thì các bác cùng em đi giới thiệu sơ qua về con máy Hukan X1 Pro nhé. Đây, trước mắt anh em đây này. Trước mắt anh em đây là con Hukan X1 Pro này. Đây là đầu bu lông đầu rỗng này, kiêm vít kiêm tôn. Các bác vừa có thể xếp mở bu lông này, vừa có thể bắn vít bắn tôn này. Con này có cái bi giữ mũi cực kỳ chắc chắn, nên là khi anh em mà bắn vít bắn tôn không sợ bị rơi rớt mũi luôn cho em. Đầu lông đầu rỗng này, nên là rất là tiện lợi cho anh em nhé. Vừa làm xe máy này, vừa vít tôn được thoải mái luôn. Thứ hai này, con này thì nó sẽ có một cục pin 10 cell và một cục pin 15 cell. Đấy, cái cục pin 15 cell này thì các bác có thể sử dụng với những thân máy mài, thân máy khoan bê tông, hoặc những con thân cưa kiếm này, thân máy thổi bụi, rất là tiện lợi luôn. Chân pin này là chân pin phổ thông anh em nhé. Đây, con này thì một bộ sản phẩm của nó thì đây, con này có pin là pin phổ thông này. Trên pin thì có một cục pin 10 cell và một cục pin 15 cell anh em nhé. Đấy, rất là tiện lợi cho các bác luôn. Cục pin 15 cell này thì các bác có thể lắp máy mài, máy cắt được, rất là tiện nhé. Khi anh em mua cái bộ này thì các bác có thể lắp những máy mài, máy cắt, nó tận dụng được cục pin của anh em nhé. Có dòng sạc cao. Con này có hai tốc này. Đây là tốc nhanh này và tốc chậm đấy ạ. Các bác điều chỉnh tốc độ qua nút nguồn cho em nhé. Hukan thì dòng thương hiệu hàng chính hãng và sản xuất theo công nghệ của Mỹ, nên anh em rất là tin tưởng và sử dụng luôn. Hàn động cơ không chổi than, có đèn led này, có đảo chiều đầy đủ đây và cò điều tốc ạ. Đấy, cò điều tốc vô tư thoải mái luôn. Thì em sẽ khui thử một bộ cho anh em xem là sản phẩm của con này là một bộ của nó gồm những gì anh em nhé. Đây anh em đi cùng em đi khui thử luôn. Ok ạ, một bộ sản phẩm của con Hukan X1 Pro. Đấy, ok này, Hukan này, đầu tiên thì sẽ là cái phiếu bảo hành. Con này thì bảo hành cho anh em đầy đủ là 6 tháng trên toàn quốc anh em nhé. Hướng dẫn sử dụng thì ít khi dùng lắm ạ. Một con dây đeo này anh em này. Một sạc bàn anh em nhé. Một sạc bàn này, chân pin phổ thông luôn. Đó, một khẩu 22 đi kèm. Con này có cái giòn và có giòn và cái chốt luôn này. Một pin 10 cell này. Wow, một pin 10 cell, một cục 15 cell. Đấy, hai cục pin luôn. Và thân máy như thế này, dòng của Hukan anh em nhé. Con này có tự động búa này, khi em sử dụng thì nó sẽ tự động đập búa nhé, khi mà vào lực nhé. Rất là ngon luôn. Và cái hộp đựng như trên hình cho anh em nhé. Đấy, một bộ sản phẩm đầy đủ của con bu lông này, rất là ngon và rất là tiện cho các bác sử dụng này. Anh em thợ thuyền rồi các bác làm gia đình thì cần con máy mà các bác xài thì các bác đa di năng thì con này triệt cho em. Vì các bác có thể kết hợp với những máy khác này, kết hợp vì nó lấy pin này, con này kết hợp được với những con máy cắt hoặc là máy bê tông đều được luôn cho em nhé. Thì anh em sẽ cùng em đi test thử một vài chức năng của con Hukan X1 Pro này nhé. Bắn vít bắn tôn với con Hukan X1 Pro trên u sắt và trên gỗ nhá. Ok nào. Đấy, rất là ngọt luôn anh em nhá. Đây. Ok luôn ạ.
Đây bác, các bác cùng em đi test thử chức năng bắn tôn này trên gỗ các bác nhá. Cái mũi là mũi dày 7 phân. Gỗ lim anh em nhá. Ok này. Đấy, rất là ngọt nha. Đấy, rất là ok luôn. Rồi các bác cùng em đi test thử chức năng siết ốc nhá, siết mở vụ lông với con Hoka X1 Pro. Em sẽ siết trên cái bánh trước xe lít các bác nhá. Rất ngọt luôn. Con này rất là phù hợp với các bác mà sửa chữa xe máy nhá, hoặc bán vít bán tốt. Và vừa rồi các bác đã cùng em đi test thử một vài chức năng của con Hukan X1 Pro này rồi. Thực sự thì con này là dòng sản phẩm em bán khá là chạy hàng luôn, bởi vì chất lượng nó ngon mà giá thành thì nó cực kỳ là hợp lý anh em nhá. Hàng nó cũng có không chổi than này, bu lông đầu rỗng kiêm vít kiêm tôn, vừa siết mở bu lông, vừa bán vít bán tôn. Nói chung là vừa cho các bác làm xe máy bán ốc, vừa cho các bác mà làm nhôm kính vít tôn cho em nhé. Thì con này có một pin 10 cell và một pin 15 cell. Thì các bác muốn sử dụng cái dung lượng nó nhiều thì bác lấy pin 15 cell cho em, các bác sử dụng đấy, pin 21V này. Còn khi mà các bác muốn nó nhẹ nhàng, nó cầm nó gọn thì các bác dùng cái cục pin 10 cell là ok luôn cho em. Đây, cục 10 cell này ạ, là ok luôn, nhẹ nhàng cho em anh em nhé. Thì cái một bộ sản phẩm như thế này, ngày hôm nay bên em xin phép sale cho các bác này, tất cả các bác đang theo dõi cái kênh YouTube Cu Bầm TV nhà em này, chỉ với giá là 1.350.000 là bên em đã miễn phí vận chuyển toàn quốc rồi. Các bác nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng trước thanh toán này. Con này thì dòng sản phẩm cực kỳ là ngon luôn, hàng chất lượng đảm bảo với các bác. Và đặc biệt là khi mà các bác mua hàng bên em thì bên em sẽ xin phép và được tặng cho các bác là một đầu chuyển sang chuyên vít này, và một đầu chuyển sang khoan này, một đầu chuyển sang măng ranh 13 ly anh em nhé. Đây, đấy, đầu chuyển sang măng ranh 13 ly. Có đầu 13 ly này thì có thể là đầu nhựa như thế này, hoặc là có thể là đầu măng ranh đầu sắt như thế này nhé. Vì nói chung là nó còn đầu nào thì em sẽ tặng đầu đấy cho các bác luôn. Nhưng hiện tại thì đầu này vẫn khá là nhiều, em sẽ tặng đầu này nhiều hơn này. Hoặc là các bác có thể là tặng cái đầu măng ranh 13 ly sắt như thế này. Đấy, 120 cái anh em nhé, 120. Đầu sắt thì nó sẽ có tay mở này, đều là đầu 13 ly luôn. Đấy, về anh em sử dụng, anh em chuyển sang chế độ khoan, các bác có thể khoan được. Anh em muốn khoan thì anh em lắp mũi khoan đa năng, hoặc các bác có thể là chuyển qua đầu chuyển khoan cho em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu đặt hàng với con Hukan X1 này thì anh em để lại cho em số điện thoại bằng chữ ở dưới video, hoặc các bác liên hệ trực tiếp qua kênh điện máy trang về nhà em Cu Bầm TV, đó là 0982 826 628, 0929 826 628, hoặc 0768 826 628 em nhé. Cửa hàng em ở tại Đạo Lý Lý Nhân Hà Nam. Và các bác có nhu cầu, các bác theo dõi, các bác quan tâm ủng hộ kênh YouTube Cu Bầm TV thì em có thể là đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để theo dõi video clip mới nhất nhé. Và em xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.